Trong thời gian tới, Vinhome tiếp tục triển khai khoảng hơn 20 dự án trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. Hiện Vinhome đang sở hữu khoảng 155 triệu mét vuông sàn, đã bao gồm căn hộ, shop house, villa. Trong đó, quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của Vinhome đang chiếm khoảng 51% tổng quỹ đất. Các dự án Vinhome đang chuẩn bị đầu tư mới nhất gần đây gồm có: dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại Khánh Hòa. Ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận liên danh công ty cổ phần đầu tư Cam Ranh, công ty cổ phần Vinhome, công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vai là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 336 ngày 1 tháng 4 năm 2023 với tổng vốn đầu tư 85.293 tỷ đồng. Dự án rộng hơn 1.254 ha thuộc địa bàn các xã, phường Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh. Dự án khu đô thị Vinhome tại Long An, công ty cổ phần phát triển thành phố xanh đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa Đức Hòa thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Phương, xã Tân Mỹ. Huyện Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha với tổng vốn đầu tư ở mức 28.257,8 tỷ đồng, khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Công ty cổ phần phát triển thành phố xanh là công ty thành viên của công ty cổ phần Vinhome, mã VSM. Đây cũng chính là đơn vị đang phụ trách dự án Vinhome Grand Park của Vinhome. Dự án Vinhome phát triển tại Hải Phòng. Vinhome cũng được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh, hơn 107 ha và huyện Kiến Thụy, hơn 122 ha. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 23.218 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 21.609 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Vinhome sẽ phát triển hàng loạt dự án khu đô thị quy mô tại các tỉnh thành trên cả nước. Vinhome miền Bắc sẽ có Vinhome Dream City, Vinhome Wonder Park, Vinhome Cổ Loa, Vinhome Giảng Võ, Vinhome Hạ Long, Vinhome Vũ Yên Hải Phòng. Vinhome miền Trung sẽ có Vinhome Quảng Trị, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Vinhome Cam Lâm, Vinhome Làng Vân Đà Nẵng. Vinhome miền Nam sẽ có Vinhome Long An, Vinhome Đồng Nai, Vinhome Cần Giờ, Vinhome Khánh Hội, Vinhome Tây Tam Long, Vinhome Củ Chi, Vinhome Hóc Môn, Vinpearl Bãi Vòng Phú Quốc,